À, xin chào anh chị. Hôm nay tôi báo cáo bằng tiếng Việt ạ. Tôi là tất nhiên là người nước ngoài nên là chắc là có khi nào mà không hiểu hay là gì thì xin anh chị sẽ hỏi thêm sau khi báo cáo xong rồi ạ. Hôm nay tôi báo cáo về nội soi phế quản trong thời đại đột biến gen và miễn dịch ung thư. Trong bài này sẽ có bốn trường hợp mà trong tôi có câu hỏi để suy nghĩ. Tôi sẽ không hỏi anh chị nhưng mà là anh chị suy nghĩ, tự suy nghĩ một chút. Nếu mà là mình, bệnh viện của mình thì sẽ làm như thế nào? Không có siêu ai đặc biệt. Nếu mà nói một vấn đề thì báo cáo này là hội tờ về tinh của Olympus thì quảng cáo một chút đó. Anh chỉ phải biết là cái này là Olympus cho tôi làm. Nhưng mà nội dung thì là tôi cũng là cảm thấy cần nên làm mỗi báo cáo thôi ạ. Tôi đến từ bệnh viện gọi là Trung tâm Quốc gia Y tế và Sức khỏe Toàn cầu. Bệnh viện này ở Nhật Bản và bệnh viện đa khoa. Một bệnh viện mà cũ nhất cho Nhật Bản là năm năm trước khi đã là 100 năm rồi. À, khoảng 700 giường thôi, chắc là bệnh viện của anh chị chắc là lớn hơn. À, trong đó có nội khoa hô hấp là một khoa mà nhất trong bệnh viện. Và nói về tôi thì chuyên môn là nhất là nội soi phế quản, bao gồm ống cứng, và thứ hai thì là lao NTM và ung thư phổi là thứ hai, và các bệnh khác cũng có thể học rồi. Bệnh viện này hay sang nước ngoài thì là anh chị có thể gặp bác sĩ của bệnh viện này trong Việt Nam mà là trường hợp khác nữa. Hôm nay kế hoạch tôi báo cáo tôi là thế này. Số 1 là bối cảnh. Ở đó nói về thay đổi phương pháp điều trị ung thư phổi gần đây và là tiên lượng. Và số 2 là kỹ thuật lấy bệnh phẩm. Cái này là bài chính của hôm nay, giới thiệu eBus. Cái này là kỹ thuật mà kết hợp với nội soi phế quản ống mềm. Và sau đó thêm là đánh giá biến chứng, khi nào đánh giá biến chứng mà điều trong khi điều trị ung thư phổi cũng là nội soi phế quản thì thỉnh thoảng hơi quan trọng. Thì là trong bài kia thì là giới thiệu về vai trò nội soi phế quản để đánh giá biến chứng. Rồi nếu mà còn có thời gian thì là sẽ thêm một bài khi mà xử lý bảo quản bệnh phẩm thì nên như thế nào, vì là phải phân tích gen hay là chuẩn bị thuốc miễn dịch vân vân, thì sau khi sinh thiết rồi bảo quản hay là cố định như thế nào cũng là một vấn đề. Về bối cảnh gần đây, chúng ta hay gặp từ tiếng Anh precision medicine, mà định nghĩa thì là rất nhiều thứ tùy theo tạp chí hay là sách á. Nhưng mà cứ thấy từ này trong nhiều sách hay là luận văn, mà tức là tôi nghĩ là từ đó là ý nghĩa là cá thể hóa của điều trị cho bệnh nhân. Gần đây có nhiều đột biến gen như EGFR hay là gì, những từ này thì là chắc là anh chị có điều trị hay là chuẩn đoán ung thư phổi thì hay gặp. Thì trước đây đã không có như vậy mà gần đây hay gặp như vậy, thì phương pháp mà sinh thiết hay là phương pháp điều trị cũng là thay đổi rất nhiều rồi. Cái này là nói về đột biến EGFR. Hóa một nửa bệnh nhân mà trong ung thư phổi tế bào tuyến thì có thể là EGFR dương tính. Còn BRAF, ROS1 cũng là có thể có thuốc đặc biệt rồi. Nếu mà là phát hiện được những đột biến này thì là bệnh nhân đó có thể sống được rất lâu. Mà sau khi bị kháng thuốc loại đó cũng là còn có thuốc có thể là làm thêm nữa tùy theo hệ thống bị kháng như thế nào, nhưng mà cũng có thuốc EGFR thì là thế hệ 3 thì cũng sống được thêm 1 năm 2 năm mà không có triệu chứng gì. Bây giờ là như thế rồi,
Thì bây giờ có nhiều thuốc tốt hơn rồi, thì là điều trị khám chữa của ung thư phổi thì là cũng quan trọng hơn trước đây một chút. Cái này là báo cáo mà mới gần đây có lên trong lăng Cancer từ Nhật Bản, mà ở đó có nhiều hình ảnh đẹp nên là tôi đã lấy thử. Nghiên cứu này nói là nghiên cứu này đã chia năm thời gian và là số các tiên lượng trong nhóm ạ. Thì 2002 thì đã ở Nhật Bản có cái phiên rồi, hơi sớm ạ. Và Periodo thì là có cái phiên rồi. Mà Periodo thì có erogenic thêm. Và D thì là cũng có nhiều thuốc mới. Và quan trọng là Periodo E thì là có nivolumab, pembrolizumab hay là osimertinib cũng có rồi. Chiến lược của bệnh nhân là cái này là overall survival và dưới là thời gian tháng ạ. Thì 60 tháng hiện thực là 5 năm. Trước đây cái màu đỏ chỉ mà có cisplatin vân vân thôi thì là bệnh nhân mà không có chỉ định phẫu thuật hay là xạ trị thì tử vong rất sớm. Trong 1 năm thì là trong 2 năm thì hầu hết tất cả bệnh nhân thì tử vong rồi, mà còn càng ngày càng khá triển hơn. Bây giờ Periodo E thì là chưa đến 50%, thì chưa biết là trung bình là bao lâu. Thì mà qua 2 năm rồi thì những người này chắc có thể là đi, nếu mà là đi theo như vậy thì có thể nhiều người sống hơn 5 năm rồi. Trước đây thì đã không suy nghĩ được như thế, nhưng mà gần đây có nhiều thứ mới thì là tiên lượng của bạn bên nhau tôi rất thay đổi rồi. Thì là trong đó quan trọng, một cái quan trọng là có nhiều thuốc mới và khi nào chỉ định thuốc mới thì cần xét nghiệm sinh thiết chính xác. Mà có nhiều trường hợp mà khó sinh thiết hay là gì thì là nên có nhiều phương pháp mà để sinh thiết, và cũng nếu có thể thì là nên chọn phương pháp máy xâm lấn vì bệnh nhân sống rất lâu. Thì nếu mà là xét nghiệm gì mà rất khó chịu thì sau đó bệnh nhân cũng không thể đồng ý xét nghiệm thêm hay là điều trị thêm. Rồi bây giờ đi thứ hai, kỹ thuật lấy bệnh phẩm giới thiệu eBus. Thì hôm nay đề chính của tôi là cái này, kỹ thuật lấy bệnh phẩm bằng eBus. eBus có 3 loại. Một cái là eBus mà cái đoạn ống sợi có siêu âm, cái này thường sử dụng để sinh thiết hạch trung thất hay là giống phổi. Số 2 là gọi là radio eBus, cái này là siêu âm mà 360 độ và có thể xem tổn thương ngoại vi hơn. Một cái nữa là có balloon eBus, cái này cũng có thể hiệu quả giống như radio eBus này mà là không thể đi ngoài vì nên là gắn để ít khi sử dụng. eBus là endoluminal ultrasound, tức là siêu âm nội phế quản. TBNA là tức là hút bằng kim từ phế quản là máy này. Và TBLB hay là cũng có bác sĩ nói là TBB, hay cái này định nghĩa thì là không rõ lắm, nhưng mà tức là lấy bệnh phẩm từ tổn thương ngoại vi thì thường gọi như thế này. Mà siêu âm của radio bus siêu âm mà cho ngoại vi thì có siêu âm rất nhỏ như vậy gọi là mini probe và ra từ đầu ống soi và có thể đưa đến tổn thương và xác nhận vị trí đúng. Nội soi phế quản và eBus thì là vị trí trong các kỹ thuật lấy bệnh phẩm, thì tôi nghĩ là ở đây cái này là đang theo độ xâm lấn, bên trên thì là dễ chịu hơn, bên dưới thì là khó chịu hơn. Nội soi phế quản thì chắc là lấy dịch màng phổi hay là gì và phân tích gen vân vân cũng có thể, nếu làm được như thế thì nội soi phế quản không có chỉ định cũng được. Còn sinh tiết sinh thành ở dưới hướng dẫn CT thì là nói về xâm lấn thì hơi cao hơn nội soi phế quản, thì nội soi phế quản thì có thể là giữa hai kỹ thuật.
Ví dụ là sinh tiết sinh thần ngược thì độ nhảy thì khá cao, biến chứng là hơi cao. Theo ACCP guideline thì là tránh khí mạng hồi hơi nhiều, mà cũng một số bác sĩ nói là có thể lan tỏa trong lồng ngực do xét nghiệm này thì giai đoạn sẽ là phát triển nhiều hơn. Còn nói về EBUS thì rất nhiều báo cáo và là tùy theo bệnh viện kỹ thuật cũng khác nhau, nên là không thể nói được là chính xác là bao nhiêu phần trăm độ nhảy, nhưng mà là tỷ lệ chuẩn đoán là theo báo cáo này thì là khoảng 80%. Và cũng là theo ACCP guideline thì là nó nói là 55% hay 60%, nhưng mà khi đó là không có EBUS hay là không có guidosis vân vân, kỹ thuật nhỏ thêm thì nếu mà kỹ thuật nhỏ thêm thì là có thể tỷ lệ chuẩn đoán lên gần 80%, tùy theo bệnh viện, cũng có bệnh viện nào 90% hay là cũng có chỗ 60%. Về biến chứng, cái này là hơi quan trọng, cái này là lý do mà chọn EBUS TBLB trong bệnh viện Nhật Bản, là biến chứng là rất thấp hơn cái mà xuyên tích xuyên thẳng ngực. Còn EBUS TBNA, à, trong hướng dẫn ACCP thì bây giờ kỹ thuật này nói là xét nghiệm nên làm trong lâm sàng ung thư phổi, thì vì là độ nhảy rất cao và biến chứng rất thấp. Giới thiệu về lịch sử của kỹ thuật liên quan EBUS. Nói về từ đầu tiên thì chắc là nội soi phế quang ống cũng là 1897, bắt đầu từ Đức. Rồi nội soi ống mềm 1966 thì là Olympus, là một công ty Nhật kết hợp và làm với ông Ikeda. Rồi radial EBUS đầu tiên thì là 1990, có báo cáo từ Đức, khi đó không phải là sản phẩm Olympus. Mà nói về EBUS TBNA để sinh tích hạch trung thất hay giống phổi thì 2002 bắt đầu nghiên cứu, và 2004 thì là có ống EBUS TBNA phát triển trong Nhật Bản và thế giới rồi. Và nói về kỹ thuật về sinh tiết tổn thương ngoại vi thì 2004 nam giống có TBNA thì có báo cáo đầu tiên của guidosis method. Rồi bây giờ có giới thiệu về hai kỹ thuật, một cái là TBNA, một cái là TBLB, và TBNA là trước ạ. Thì trường hợp số 1, bệnh nhân này ở đây có hạt rồi đi sân nữa thì cũng có nhiều, trong phổi cũng có, mà thích là trong phổi hay là gì thì là không có tổn thương gì khác nữa. Thì là câu hỏi hôm nay số 1 là cũng là trong phổi có hình ảnh lao của thôi và không có u nốt. Thì chắc là xem hình ảnh CT thì cái này ung thư rồi, thì cái vấn đề trên là chắc không sao, mà vấn đề số 2 thì các anh chia sẻ chuẩn đoán xin thích bằng phương pháp nào, phương pháp nhập phương pháp nào. Thì nếu mà là bệnh viện nào có EBUS, hay là nếu mà là bệnh viện ở Nhật Bản thì là làm EBUS TBNA khi này mới giới thiệu, mà nếu mà không có thì có thể là xin thích bằng nội soi trung thất hay là nhờ bác sĩ ngoại khoa và xin thích mổ cũng được. Rồi các hỏi thêm nữa. Bây giờ số 2, câu hỏi số 2 là nói về chỉ định của phẫu thuật. Nếu mà là di căn mà nhóm N2 chỉ là một cái thôi thì có thể là chỉ định phẫu thuật tốt ạ. Nếu mà có hai cái rồi thì là chắc là thường bác sĩ ngoài lồng ngực không phẫu thuật cho. Thì bây giờ số 7 thì to rồi, số 4 thì nhỏ, hay là hình này thì là số 7 thì rất nhỏ mà số 4 to. Thấy như vậy thì chắc là cái này di căn rồi, mà số 7 thì có di căn hay không rất nhỏ, mà là ở đây hơi quan trọng để quyết định chỉ định phẫu thuật. Vân vân thì là làm thế nào? Cũng có thể là chụp PET-CT hay là có thể là EBUS TBNA. Nói sự chân tắt thì hơi vất vả, nhưng cứ mổ thôi cũng được. Câu hỏi số 3, trong khi điều trị EGFR thế hệ 1 có ưu hạt như vậy rồi,
mà hồi thì không, chỗ khác thì không có nữa, chắc là khăn thuốc rồi. Thì khi mà đang ra lại thì làm thế nào? Có thể là lấy kit biopsy xét nghiệm máu cũng có thể biết được, có khả năng là thế. Hay là đi bắt DNA chắc là tốt nhất. Lựa chọn của bên bên Nhật Bản thì thường là đi bắt DNA, vì là đi bắt DNA bắt đầu từ Nhật Bản. Bây giờ hơn 500 bệnh viện sử dụng kỹ thuật này, tức là không phải là kỹ thuật đặc biệt mà là lâm sàng hàng ngày. Thì y bác TBNA là có ống soi đặc biệt như vậy, cái đảo có siêu âm và là kim ra từ đây và hút từ đây. Và kim sinh chất liên kết trực tiếp từ ống soi và xem bên trong và quyết định chỗ, chắc là ở đây là Kalina rồi, muốn sinh chất ở đây số 4 hay là muốn dưới Kalina hay số 7. Và quan sát bằng siêu âm trên cái đảo của ống soi và là cứ làm được tốt la và xác nhận có mạch máu hay không rồi chụp từ đây. Kỹ thuật cụ thể thì có movie, cái này là bác sĩ Saka bên biển Nagoya. Bình thường là khi làm cái này thì là càng nhiều nhân viên y tế hơn đang xịt tê, chứ bệnh viện này là xịt ngay tê bằng spray này. Rồi bây giờ chuẩn bị sinh thiết ạ, cho kim vào trong móng xoay và cố định và tìm hạt. Bây giờ phía trên thì có hạt rồi, dưới thì là mạch máu, xin lỗi mà không có pointer ra. Bây giờ chuẩn bị chụp, bác sĩ đang cầm kim và cho kim vào trong hạt, hơi khó vào. Vào rồi, vừa xem siêu âm vừa chụp nên là khá an toàn. Hay tỷ lệ biến chứng là dưới 1% và cho vào, cho ra, cho vào, cho ra như lặn và cắt hạt và lấy mô với bề, lấy bệnh phẩm trong kim càng nhiều càng tốt, rồi rút kim ra. Nó có thể lấy được như vậy. Hạt thì trong đó có nhiều máu thì một một nửa là chắc là máu, nhưng mà trong như vậy có nhiều tế bào thì bình thường là vào Holmalin đưa cho giải phẫu bệnh, không phải là tế bào học. Cũng lấy được nhiều như vậy thì có thể chuẩn đoán ạ. Mà movie là đã là bệnh nhân khác, mà bệnh nhân khi nãy là đã là ung thư phổi tế bào nhỏ. Trong guideline ví dụ là chest hay là SCCP thì là gần đây 2015 hay là gì, nói là một thì eBusDBNA là một kỹ thuật cơ bản đối với bác sĩ nội hô hấp hay là bác sĩ ung bướu nội hay là nội soi ngoài lồng ngực thế giới. Vì là lý do họ nói như thế là độ nhạy là rất cao và biến chứng rất ít. Có thể là phòng khám ngoại chứ cũng có thể làm luôn, không cần nhập viện. Thì buổi sáng bệnh nhân đến và xem CT, mang đến và chiều TBNA và về luôn cũng có thể. Mà cũng có nhiều tài liệu khuyên cáo là cái này nên làm trước khi làm nội soi trung thất, hay là mặc dù chụp PET-CT cũng có thể làm. Lý do chính là độ nhạy cao và biến chứng thấp thôi ạ. Và kỹ thuật lấy bệnh phẩm cái này nói về giải phẫu của hạt trung thất hay là trong phổi thì nội soi trung thất thì có thể sinh tiết được từ hạt nhóm số 2 đến số 7, 5, 6 thì tất nhiên không được vì là có mạch máu. Và eBusDBNA thì là hiệu quả giống nhau,
hay là giống phổi cũng có thể được, nên là nhiều hơn một chút ạ. Thì gần đây bệnh viện Nhật Bản thì thường họ làm nội soi trung tắc rồi. Từ khi tôi chỗ thăm bác sĩ đến bây giờ nội soi trung tắc thì là chỉ một ca thôi. Thì nếu mà cần lấy hạch trung thất hay là giống phổi thì là phương pháp số 1 là lúc nào cũng nội soi phế quản bằng bust. Còn nội soi lồng thì có thể lấy được tất cả. Thì nếu mà là TBNA không được thì thường nhờ bác sĩ ngoại khoa. Mà nói về chỉ định thì an toàn, kỹ thuật an toàn, nên là chỉ định là nếu mà có thể lấy được bằng kỹ thuật này theo giải phẫu thì có thể có chỉ định, tôi nghĩ là như thế. Rồi còn kỹ thuật một cái nữa, EBUS TBLB. Trường hợp thứ hai, có u từ trên bên trái. Mà bên tay phổi thì cũng có nốt nhỏ. Lúc này thì không thấy nhiều mà xuống nữa thì thấy nhiều hơn nữa. Thì chắc là giai đoạn 4 rồi, hình có gì cả màng phổi. Mà câu hỏi số 2, thì nếu mà là bệnh viện anh chị thì là xin tiếp như thế nào? Chắc là xin tiếp xuyên thẳng cũng có thể, vì là tổn thương rất to. Ở Nhật Bản thì thường làm bằng nội soi phế quản, vì là nội soi phế quản này, EBUS này cũng là nhiều bệnh viện đang sử dụng. Hay là xin tiếp xuyên thẳng hiện tại ở Nhật Bản thì là kỹ thuật sau nội soi như vậy và không đủ thì là mới làm. Thì đa số bệnh nhân ung thư phổi là chuyển đoán bằng nội soi phế quản, mặc dù là tổn thương ngoài vi. Và lựa chọn của bệnh viện tôi thì là nên là EBUS guidance TBLB. Giải thích về guidance thì sẽ sau ạ. Và khi nào làm cái này thì thường kết hợp nội soi ảo hay là guidance hay là như thứ. Bây giờ này đã là ung thư phổi tế bào tụy giai đoạn thì 4, nhưng mà quan trọng là bệnh nhân này đã là EGFR dương tính. Thì phát hiện như vậy thì ý nghĩa là bệnh nhân này có thể ung thư thôi, có thể là sống được khỏi mạng 1-2 năm thêm. Một giờ là giai đoạn 4. Trường hợp tiếp theo, ở đây có nốt nhỏ, mà không phải một cái thôi mà có nhiều cái xung quanh một chỗ, mà cũng kéo màng phổi hay là gì như thế, không biết là cái này nhiễm trùng hay là ung thư, có phân biệt hơi nhỏ. Như vậy thì là nếu mà bệnh viện anh chị thì sẽ xin tiết như thế nào, hay là không có xin tiết nên theo dõi, hay là sử dụng thuốc kháng sinh thử cũng có thể, hay là câu hỏi số 2, và trong khi hóa trị trong ung thư phổi nếu mà có nốt nhỏ như vậy thì làm sao, thuốc kháng sinh thử hay là sao, nhưng mà nếu mà không điều trị thì là ung thư sẽ phát triển, hay là nếu mà di căn mới thì là hóa trị sẽ thay đổi. Thì tốt nhất là xin chết được thì được rồi, thì lựa chọn của bên bên tôi thì vẫn là EBUS. Mà EBUS cho tổn thương ngoài vi thì là vừa xác nhầm bằng X-quang là tốt nhất rồi. Cái máy EBUS mini-probe này nếu mà vào vào trong u thì là thấy như vậy, trung tâm là có probe, nếu mà không có gì thì thấy như vậy màu trắng thôi, mà bên cạnh thì ở đây có u như vậy. Và theo nghiên cứu các báo cáo thì là nếu mà vào trong u như vậy rồi thì là tỷ lệ chuẩn đoán là hơn 90% rồi. Thì là nếu mà được như vậy thì ok và không cần làm sinh tiết sinh thành ngục nữa. Bệnh nhân này là đã ung thư phổi tế bào vảy giai đoạn sớm, chỉ là ở đó thôi thì có thể cắt bỏ rồi. Bây giờ giải thích về kỹ thuật, các kỹ thuật liên quan TBLB. Cái này là khí quản, phế quản gốc, ống soi vào đây rồi, ở đây có u và phổi bên này. Thì kỹ thuật số 1 thì là đưa ống thông này với cái EBUS, ống thông nhựa như vậy, cái đầu có kim loại, cái này gọi là guidosis, thường sử dụng dưới khuyên giảng của X-quang. Mà trong ống thông này cho qua EBUS và đưa vào trong ngoại vi, nếu mà là vào trong u thì là thấy bằng siêu âm. Thì nếu mà vào như vậy thì được rồi.
Mà một lần phát hiện rồi thì rút sư âm ra, mà ổn thôi thì cứ để đây thôi. Rồi xin tiếp từ đây. Khi tuần này là ít kỳ chảy máu nữa, tỷ lệ biến chứng đã là dưới 5%. Lấy nhiều lần, gần đây cần nhiều tế bào để phân tích gen hay là PDL1 thì là bình thường là lấy hôm 10 bệnh phẩm. Thì là biến chứng cũng thấp ạ, mà tỷ lệ chúng tăng khá cao. Chắc là xin tiết suy thận thì có thể làm được nhanh hơn, lấy bệnh phẩm mỗi cái hay là gì thì nhiều thời gian hơn. À, cũng có thể chạy từ đó, nhưng còn nếm chỗ thì chạy cũng được, hay là rửa cũng được. Hay là khi nào cô về chạy máu nhiều thì là bơm adrenaline từ đây cũng có thể. Mà khuyên cáo về đi bắt TB, thì cũng có thể là xin chất sinh thần cũng là có thể hiệu quả bạn. Thì tại sao trồng cái này thì là bình thường là bác sĩ Nhật Bản nói là cái này là ít xâm lấn hơn, chắc là chi phí thì cao hơn. Thì là kỹ thuật này thì tùy theo bệnh viện. Thì bên đây thì thật ra là các sách hướng dẫn thế giới nói là cái đó phải làm nên làm vì là không có kỹ thuật khác thay thế, nhưng mà nói về TBLB thì nói là nếu có thể hy làm thì tốt hơn, nói như thế thôi ạ. Mà nói thêm thì nếu mà mua một máy eBus thì có thể làm được cả hai. Thì nếu mà khi nào mua máy eBus rồi thì là có thể làm được. Rồi nói về chỉ định thì quan trọng nhất là có phế quản nào bằng ưu thẳng, nốt thẳng. Gần đây có nhiều bà con nói là mặc dù là nốt rất nhỏ, cũng là có một phế quản nào vào thẳng thì có thể. Thì cái đó gọi là CT bronchus sign, dấu hiệu CT bronchus, tức là trong CT thấy phế quản vào thẳng như thế thôi. Thì như vậy thì chắc được. Thấy như vậy thôi thì không nên làm vì là có thể là mặc máu vào thôi. Như vậy thì không rõ. Thì khi đó có thể là CT lớp mỏng và độ phân giải cao, thì phân giải cao thì có thể là biết được rõ hơn. Rồi giới thiệu về bác sĩ như vậy. Còn có thời gian không ạ? Thì thêm đánh giá biến chứng rồi, chắc là cái cuối cùng thì không cần ạ. Thì bây giờ giới thiệu về vai trò nội soi phế quản để đánh giá biến chứng. Gần đây có thuốc EGFR TKI hay là thuốc miễn dịch, những thuốc mà là có thể cải thiện tiên lượng ung thư phổi rất nhiều, mà đồng thời biến chứng do các thuốc cũng là càng ngày càng nhiều hơn ạ. Mà cái mà nổi tiếng nhất chắc là viêm phổi trẻ. EGFR thôi chính là thôi là cũng là tỷ lệ là hơn xung quanh 5%, nếu mà kết hợp với thuốc miễn dịch thì là 10% vân vân. Mà trong bệnh nhân giai đoạn 4 thì có thể là sử dụng cả hai cũng có thể, tùy theo bệnh nhân nhưng mà cũng có thể. Thì xử lý biến chứng thì phải là chính xác hơn. Rồi bây giờ một trường hợp lâm sàng, bệnh nhân đang sử dụng thuốc nivolumab, thuốc miễn dịch và cho ung thư phổi mà tế bào tuyến giai đoạn 4. Trước khi bắt đầu điều trị thì cũng có sơ hóa nhẹ, có thể là đã viêm phổi kia rất nhẹ trước khi điều trị. Bệnh nhân nói là 2 tuần này khó tỏ. Vì chụp X-quang thì là hai bên có hình như vậy, trước đây đã không có. Thì có vẻ là viêm phổi kẽ hay là gì, chụp CT thử. Thì tôi không biết là cái này có thể độ ngồi được kiếm mò, mà cũng có kiếm mò cũng là consolidation nhẹ một cả hai bên, trước đây đã không có vẻ là số hoa một chút. Cái câu hỏi hôm nay cuối cùng là trung tâm phân biệt là gì? Có nhiều khả năng nhiễm trùng hay là viêm phổi kẽ do thuốc, hay là đột cấp viêm phổi kẽ từ trước đây,
hay là có thể là tất cả hình đó là có thể là tế bào ung thư làm cũng có thể. Phân biệt điều này là rất quan trọng. Bệnh nhân muốn được điều trị thêm nữa thì là phải biết ngay là cái này là cái gì. Nếu là nếu trùng thì là kháng sinh và làm thuốc thêm thôi, hay là gì như thứ. Thế là câu hỏi này là cũng hỏi giống nhau, các anh chị thì sẽ làm kỹ thuật nào để biết cái này là cái gì? Bên bên Nhật Bản thường làm là e-bus thôi ạ, hay là không có e-bus cũng được, xin chết như mô phổi hay là chỗ kiếm mổ hay là consolidation bằng nội soi phế quản ống mềm. Thấy như vậy thì là bây giờ là hôm qua đến bệnh nhân như vậy thì là 1-2 ngày sau thì là làm nội soi ngay, vì là nếu mà là đang là viêm phổi kể thì độ một toàn cơ thể là tử vong do suy hô hấp ạ. Thì là giữ phế nan hay là xin chết thêm vân vân phân tích. Bệnh nhân này cuối cùng kết luận là viêm phổi kể do thuốc miễn dịch nivolumab. Cũng là nội soi phế quản một ý nghĩa khác là loại trừ nhiễm trùng thì giữ phế nan và hỏi nuôi cấy hay là phân tích PCR nữa. Nội soi phế quản là có thể sử dụng được đánh giá biến chứng của hóa trị gần đây. Biến chứng của hóa trị hay là thuốc miễn dịch vân vân thì là gần đây là càng ngày càng nhiều hơn trước đây. Thì nên có phương pháp hay là kỹ thuật có thể. Thì cái bài cuối cùng thì là bài nhân thôi ạ. Cái này giới thiệu báo cáo như thế nào, kết luận là khi nào sau khi xin chết thì cũng có định bằng đun chất, tức là phải là homalin đúng, hay là thời gian cứ là nếu mà kéo dài thì là phản tiết gen không thể được rồi. Vấn đề này hay nói là trừ ngày thứ 6 thì không nên xin chết, vì là thứ bảy chủ nhật mình bị nghỉ bắt đầu cố định thì quá lâu rồi, thì hôm 48 tiếng thì là phân tích gen hơi vất vả, hay là thỉnh thoảng có thể làm tính giả. Mà cứ là khi mà thai phát bệnh phẩm thì có thể bảo quản được bao nhiêu năm, khi mà phẫu thuật 3 năm trước bệnh phẩm đó có thể là sử dụng cho đánh giá để gen hay là PD-L1 hay không, thì là kết luận là cũng có thể, nhưng mà chất lượng thì là chắc chắn là càng ngày càng thấp hơn. 1-2 năm nữa thì tỷ lệ âm tin giả cao hơn nữa. Mà nếu mà nói thêm về nội soi e-bus thì là khi mà tái phát như vậy thì sau khi phẫu thuật xạ trị thì là chắc là anh chị hay gặp là tái phát trong hạch trung thất ạ. Thì khi đó cần đi bắt TPNA vì là nội soi trung thất thì hơi vất vả cho bệnh nhân. Rồi, sắp xong rồi. Các hơi cuối cùng, các anh chị có muốn có nội soi phế quản bài bắt trong bệnh viện của anh chị chưa ạ? Cái này là vì Olympus hỗ trợ. Mà tôi cũng nghĩ là nên cần như vậy, đặc biệt là đi bắt TPNA thì sắc khuyên dân thế giới bắt đầu nói là nên cần rồi, từ 2015. Thì kỹ thuật này nên được triển khai trong Việt Nam nữa. Rồi cái trang cuối cùng thì không message nên hiện tại thì là chiến lược thay đổi rất nhiều rồi, tốt hơn nhiều rồi ạ. Thì là nên có vũ khí để chuẩn đoán hay là đánh giá biến chứng và thì rất quan trọng hơn trước đây. Thì lựa chọn chắc là tốt nhất là nội soi phế quản, đặc biệt là e-bus. Rồi, trân trọng cảm ơn ạ.